Đấy, quán ông tiệm ông xíu ở đâu ở đây nè. Đó, bây giờ gặp mấy người bạn mà ta chỉ ông xíu. Ông xíu ông có cái sạp quán ở trong chợ Cây Me. Đó, thành thử ra bây giờ phải chạy lên chợ Cây Me kiếm cái quán ông xíu đó rặn là hỏi. Vậy là hy vọng là tìm được đó. Ra manh mối ông xíu rồi lần theo là có thể gặp á. Sáng thì đi chở gạo cho bà con, thì xong một chuyến rồi bây giờ chạy vô chạy đi kiếm ông xíu. Cái này là chợ chợ Châu Lăng nè, nó là hoặc là người ta kêu bằng chợ Cái Me. Con cho chú hỏi coi, con có biết cái sạp nào của ông xíu ở đâu không? Đâu? Qua một cái sạp tạp hóa đây là cái quán. À rồi rồi, cảm ơn nha. Không không, ăn rồi đi kiếm người ta một chút. Đấy, quán ông tiệm ông xíu ở đâu ở đây nè. Nó không mới ăn xong rồi. À, rồi một chút nữa quay. Trái tôm nướng tôm bo tà xíu hả? Thằng đó. Thằng ní hả? À, bà ọt quên trời. Cái này là mấy cái sạch quá. Này ở chợ Cây Me nè. À nó đối anh là rí à? Mấy nè. Dạ. À nó anh là rí mấy nè. Tại vì mơ mộng ai 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 thưa bằng ơi nè. Chủ sạp đi đâu mất tiêu chị. Sạp ông xíu sạp nào vậy chị? À ổng có ở đây không? Ông tính lại hỏi thăm ổng. Có người ta kiếm một người nữa là ông nói ông xíu ông quen người đó thì người ta chỉ lại để kiếm ông xíu để hỏi thăm tin tức. Dạ. Ông ăn xong giờ ông ba bụng ông chạy đi toilet. Ăn cái gì mà ăn cái gì mà. Rồi để tôi đi quay chợ vòng đó hả? Chị người Khmer hả? Dạ. Ủa ta xíu cho Khmer đó. Sao đang Khmer mà cái chỗ mình chọn chứ. À, rồi. Rồi. Để tôi đi quay chợ vòng coi. Ở chợ này có bà chủ bánh khọt, bà kêu quay bánh khọt bà nào mà bà nào đâu rồi. Bà bánh khọt chỗ nào hồi nãy đâu rồi quên rồi. Cái này núng bánh nung chóc. Nó bún cua hả? À, cái này nè. Bánh khọt nè. Bà
bỏ kêu quay bánh khọt, bả tặng ai tới chợ Châu Lăng á muốn ăn bánh khọt, có bánh khọt luôn nè, à, bánh khọt nước cốt dừa rồi ăn ăn với nước nước mắm cốt dừa luôn phải không? À cái đó là bánh khọt kiểu người Khmer đó. Đó, còn bánh ở đây cũng có đủ đó, bánh khọt, bánh tằm, bánh gì đủ thứ hết. Cũng dẹp hả? Ờ bắp. Thư ấy. Chút lại nhà lấy bao gạo. Bà về bà ở đâu? Dạ. Bây giờ bà ở đâu? Cũng ở chỗ cũng đó. À. Xin chú nữa ghé qua nếu tôi không có nha. Nếu không thấy tôi nói với mọi người á. Ha. Không không. Nha. Đường giòn không? Giòn ngon luôn hả? Bao ngon phải không? Đừng để tới chiều thì nó ngon thôi. Bây giờ ăn thử một cái, nếu ngon thì mới trả tiền, còn không ngon là không trả tiền phải không? Này bánh cam. Này cũng bánh cam. Này bánh còng. Cá nhiều. Chút trở lại lấy cái nữa. Đi quay vòng anh nhớ nha. Thấy chú đi ngang kêu nha, để chú đi luôn. Chọt đại chọt trường ơi. À ơi. Rồi. Ăn bánh cam có người ta trả tiền cho nữa nè. Phải biết gì ăn thêm nhiều cái à. Mua đi chị. Bánh ăn ngon nè. Để con thấy đi xa cái bữa. Con vua thêm. Hãy mưa ta ai kinh nhạc rồi. Đó, lấy con cầm tôi nhận màu vô. Chi phi bự quá trời. Thật kia.